Kẻ buôn người bị quả báo suốt 12 năm. 12 năm bị giam lỏng trong hang cùng một người đàn ông. Hồng được tắm 3 lần và chỉ ăn thịt vào dịp Tết. Năm 2003, cảnh sát tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc nhận được cuộc gọi của một phụ nữ xưng tên Hồng Tú Đào, báo có hiện tượng buôn người tại làng Đoạt Ấn, huyện Hà Khúc. Cảnh sát sau đó giải cứu nạn nhân Hoàng Thế Anh trong ngôi nhà nằm trong hang núi hẻo lánh, ít người qua lại. Cô khai là nạn nhân một vụ buôn người cách đây 12 năm, bị bán cho người đàn ông quá vợ, thường xuyên bị đánh đập. Khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Hoàng Thế Anh, tên khác là Hồng Tú Đào, chính là thủ phạm của vụ án bắt cóc trẻ em tại Trùng Khánh 12 năm trước. Vào tháng 8 năm 1992, Đào tham gia một đường dây buôn người tại địa phương, trong khi đồng phạm bị cảnh sát huyện Vinh Xương, Trùng Khánh bắt, cô ta bỏ trốn. Theo cảnh sát Trùng Khánh, nhóm tội phạm này đã thực hiện 44 vụ bắt cóc từ năm 1986 đến 1992 với 85 nạn nhân, 5 phụ nữ và 80 trẻ em. Hơn 10 đứa trẻ trong số này đã chết bởi quá trình di chuyển không được chăm sóc hoặc bị bỏ rơi nơi hoang dã. Vì tính chất nguy hiểm của vụ án, cảnh sát truy lùng Đào nhiều năm bởi nghi phạm này trực tiếp bắt cóc 17 đứa trẻ. Vào ngày băng đảng bị xa lưới, Đào đang trên đường về nhà từ Hà Nam bằng tàu hỏa. Vừa xuống xe, nhận tin xấu, cô ta hoảng sợ, mua vé quay trở lại Hà Nam. Trên tàu, Đào gặp một người đàn ông giới thiệu cùng quê Trùng Khánh. Họ nói chuyện suốt chuyến đi và xin số liên lạc trước khi xuống xe. Đào sống chui lủi nửa tháng thì bất ngờ nhận được điện thoại của người đàn ông này, nói kiếm được việc làm ở Sơn Tây, hỏi có muốn đi cùng không. Lúc này Hồng đang tuyệt vọng, lại kiệt quệ kinh tế nên đồng ý. Đến Sơn Tây, ông ta dẫn cô đến nhà của người đàn ông tên Triệu Tổng Tú, nói cả hai ở tạm đây một thời gian. Hồng tin thật và không ngờ mình đã bị bán với giá 3.500 nhân dân tệ. Some more is so hard.